Alan. Mấy năm trước nước mắt thấp còn thấy mình ta ấy là bình thường, còn bây giờ nước năm nay nó lớn, ta làm cầu lên để ta đi. Chưa có cá có lăng đây đi chớ là quay đó, ta đi ấy cá về sớm hơn. Ở đây là chị em ta vừa xong thôi. Cái này cá dến đó chị, cá dến mới sống. Chị làm cá bắt lên còn sống sạch đủ đâu. Cá cũng mới nói từ đi đổ tao dễ đâu. Ghế vừa vắng được như chị. Bao nhiêu ký vậy chị? 50 30 30 cá chưa là một ký đã bán 30 ngàn. Nhà có sơ mi bít tông, còn nước, máy xăng, máy dầu, máy điện, tăng kho hàng, mô tô điện tăng điện sống, ổ má, sống đời, mình ắt quyền hơn, xe đạp điện, điện thoại hơn, mô tô điện tăng. Hết nè. Lâu quá ta. Đổ xong hết rồi. Đổ xong rồi, đổ hết xong rồi.
Tôi đi trễ quá tính quay cá mà trễ quá anh ta nghỉ hết trơn rồi. Đi trễ quá cá ớt luôn. Khoảng mấy giờ người ta đi dở vậy? Lên làm công kê vô đó rồi nhóc chân đang làm á. Cái này là mồi để em đi đặt hả? Dạ đặt lợp. Cái này mồi mồi cá. Dạ. Cái này là làm cá. Chưa quay thấy mặt lên đại lên. Lên mà anh thấy hết. Kêu em nó kẹo nó là lợp đó kìa. Cái này chú trên mạng đó con. Cái này không quay gì hả chú? Con coi mình phân mà mùa nước nổi mình phân. Thầy quay phim lũ lụt nè, anh đem về xả xác chứ không? Dạ. Quay phim lũ lụt này anh mình đem về xả xác mà đưa lên đó. Dạ, đưa lên cho anh ta coi coi. Cái xã của mình mùa, mùa nước nổi của mình ở đây làm cái gì vậy? Vậy đó hả? Dạ. Mà tôi đi trễ quá đám làm cá nó vô nó chơi nè. Dạ. Chắc mai chạy nữa. Đi sao sớm sớm vậy đó, cái ta ngoài đường ta làm này nọ ngoài đường đó. À, nhất là cái đám đi đặt lợp đặt giớn gì nữa về lúc đó quay mới đặt. Dạ. Ở đâu đi quay vậy chú? Dạ tôi về tôi ở trong Thi Con nè. Dạ. À, cái này là cái lợp ớt. Dạ lợp ớt. À. Cái này trong. Thì con thấy bổ cá củi đó. Cổ đang cái củi nè. Này con đang đi con. Tôi đi quay mỗi ngày mình tính chạy chút nữa chạy qua bên núi Voi ở bển đó. Chạy vòng qua núi Voi không biết đường đi tới đâu tới đâu. Quay mùa nước lũ. Cái này lọc mới rồi rồi. Dạ. Mình làm mình có đi đặt không? Dạ có. Cái này mình làm cho mình á, mình làm bán. Làm cho mình. À, cái này ở nhà mình tự làm luôn. Cái này như ở chợ nó bán một cái hai mấy ba chục ngàn. Dạ ba chục ngàn. Lấy cái vẽ này ngoài. Cái vẽ này ngoài. Cứ là có trúng con trúng lươn nữa mà. Trúng lươn này là cái này là cái trúng kiểu mới nè. Cái này lợp với không hết hết kiểu trúng rồi. Cái này mình đương. Cái này bằng tre bằng dạ, cái này chúng là lại còn kia chúng là đồng ống. À, ta làm bằng cái ống tre. Dạ. Nhưng mà bây giờ ta làm cái này nhờ. Ta nghĩ là ống tre. Dạ nghĩ là cái kia đặt bây giờ chạy kia đặt đó là đặt lương bự không à? Lương bự mà nó nặng quá. Dạ. Làm cái này nó nặng. Ô nước này ở miền Tây thì nó đẻ ra nhiều này lắm. Trong những nghề đập giới này, cái này người ta đang giữ giới này, hình như là người ta đang chọn những cá này, người ta đang mất cá này, nên người ta đập giới này, giăng lưới chạm cá. Ở đây đồng mùa thì giống thì cũng nhiều. À, dưới đồng mùa thì cá cũng chưa có bao nhiêu. Cận tháng cũng nhiều. À, rồi có người thì người ta đi đặt lốt rồi lại. Tục cua, cá, cách trạch, tục cách lợp lương. À, còn hà nỉ thì có đi câu. Cái câu ớt, đi nhóc ớt theo hồ kinh. Thấy cũng nhiều. Hằng ngày kiếm cũng được khoảng 20kg, mỗi 1kg rồi. 40.000 thì trừ chi phí thôi cũng còn được 500. Hai vợ chồng là 50 cá. Hai vợ
cái dớ nó. Bên kia không có đường đây luôn. Bên kia nhà có đường. À bên đó là chỉ có đi xuồng thôi. Rất ngập qua đê à. Đây là lòng dớn. Mùa này là lòng dớn, lòng dớn chăm dớn. Trời tháng nữa. Tháng nữa cao nhiều rồi mới dâm dớn. Khỏi kinh kinh sáng Vĩnh Tre rồi giờ hướng về không biết cái này nó về đâu, đường này nó sẽ dẫn đi tới đường Tràm Trà Sư, nhưng mình chắc là vô nhà bạn. Ở đây là ở Ô Long Vĩ. Long Vĩ nghe cái tên quen nhưng nó còn thuộc Châu Phú mà. Giờ chạy tới rừng Tràm Trà Sư rồi. Trồng sen, sen này hôm trước đi đây chỗ này quá ta lấy ngó sen. Trong rừng Tràm Trà Sư ở đây là thứ ba vắng người là đi tham quan vậy. Ở đây sóng nước này. Hồi trước cái chỗ này cũng bay nhiều người rồi, cái này quèo trâu hết trơn. Nó đen ngầm. Nước này cọc cả này. Thì cái thông chết đó mà. Coi như mạng đó, đi chuyện rồi có mấy ký giật được, giống lột lên luôn.